tỷ phú Nguyễn Đăng Quang học vật lý hạt nhân nhưng đi buôn mì gói. Nhiều người nhầm tưởng tôi có học vị tiến sĩ chuyên ngành marketing. Nguyễn Đăng Quang, sinh năm 1963, là doanh nhân tỷ phú đô la người Việt. Ông hiện là nhà sáng lập, chủ tịch tập đoàn Masan, phó chủ tịch thứ nhất trong hội đồng quản trị Techcombank từ tháng 4 năm 2016 đến nay. Trước đó, ông đóng vai trò thành viên hội đồng quản trị ngân hàng Techcombank từ tháng 5 năm 2014 đến tháng 3 năm 2016 và phó chủ tịch thứ nhất từ tháng 5 năm 2008 đến tháng 4 năm 2014. Trước khi tham gia hội đồng quản trị, ông Nguyễn Đăng Quang đã có hơn 20 năm kinh nghiệm điều hành và quản trị ở nhiều vị trí quản lý khác nhau tại Techcombank từ năm 1995. Nguyễn Đăng Quang có thời gian dài học tập và sinh sống ở Đông Âu. Ông tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh của Đại học Kinh tế Nga Plekhanov và tiến sĩ khoa học công nghệ tại Học viện Khoa học Quốc gia Belarus. Ông bắt đầu khởi nghiệp từ những năm 1990 sau thời gian học tập tại Nga, thông qua việc bán mì gói cho những người Việt sinh sống tại đây. Sau một thời gian đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất với công suất 30 triệu gói mì mỗi tháng và sau đó mở rộng đầu tư sang cả đậu nành, cá và tương ớt. Đầu năm 2002, ông đưa Masan trở về quê nhà bằng việc tung ra thị trường sản phẩm đầu tiên, nước tương Chinsu, và cũng chính là thời điểm đánh dấu sự có mặt của Masan ở Việt Nam. Không dừng lại ở thị trường trong nước, tham vọng chiếm lĩnh thị trường nước ngoài đã được Masan chỉ rõ bằng cái bắt tay với đối tác chiến lược Singha Asia Holding Pri của Thái Lan năm 2015. Masan tuyên bố sẽ mở rộng thị trường kinh doanh thực phẩm và đồ uống ra các nước ASEAN. Ngoài ra, vợ ông Nguyễn Đăng Quang là bà Nguyễn Hoàng Yến đang nắm giữ 42.415.234 cổ phiếu MSN, tương đương với 3,65% vốn điều lệ Masan Group. Mẹ ông Nguyễn Đăng Quang là bà Nguyễn Quý Định đang nắm giữ 1,99 triệu cổ phiếu MSN. Dù không trực tiếp nhưng thông qua công ty liên quan và người thân, ông Nguyễn Đăng Quang đang nắm giữ tới gần 40% vốn điều lệ tại Masan Group. Tháng 2 năm 2019, Nguyễn Đăng Quang có tên trong danh sách 5 tỷ phú đô la người Việt Nam của tạp chí Forbes. Từ cuối năm 2019, ông Nguyễn Đăng Quang đã có đơn xin rút khỏi ban lãnh đạo Masan Resource. Masan Resource là công ty con của tập đoàn Masan, hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản với sản phẩm chủ lực là Wolfram. Cổ đông lớn nhất tại Masan Resource là công ty cổ phần Tầm nhìn Masan với tỷ lệ sở hữu lên tới 96%. Sau khi tỷ phú Nguyễn Đăng Quang thôi chức, hội đồng quản trị Masan Resource sẽ còn lại 4 thành viên. Chủ tịch công ty là ông Dani Lê, sinh năm 1984, người vừa được bổ nhiệm làm tổng giám đốc tập đoàn Masan ngày 19 tháng 6 năm 2020. Trong bức thư ngỏ kéo dài đến 8 trang, ông Nguyễn Đăng Quang đã viết: "Nhiều người vẫn nhầm tưởng rằng tôi có học vị tiến sĩ chuyên ngành marketing, bởi bằng tiến sĩ vật lý hạt nhân của tôi chẳng liên quan gì đến ngành tiêu dùng." Xuyên suốt, vị chủ tịch Masan bày tỏ tâm nguyện và tham vọng thực hiện cú nhảy vọt, chuyển đổi từ một doanh nghiệp truyền thống thành một nền tảng tiêu dùng ứng dụng công nghệ của tập đoàn này. Kim chỉ nam của Masan là đặt người tiêu dùng làm trọng tâm. Từ nỗ lực cách mạng hóa thị trường nước mắm đến tái định hình hạ tầng tiêu dùng, Masan đều hướng đến mục tiêu giúp người Việt Nam chi trả ít hơn cho các sản phẩm và dịch vụ thiết yếu, đồng thời gia tăng chất lượng cuộc sống. Nhiều người vẫn xem Masan là một tập đoàn đa ngành và hoài nghi rằng liệu chúng ta có đang áp dụng cùng một cách tư duy khi triển khai chiến lược Point of Life và xây dựng Minimal hay không? Câu trả lời là không. Mô hình Minimal được phát triển để đáp ứng đa dạng nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người tiêu dùng ngay trên cùng một điểm chạm, tỷ phú Nguyễn Đăng Quang cho biết. Để làm được điều đó, Masan thông qua các bước đi chiến lược như nhân rộng mô hình Minimal tại mỗi Winmart, Winmart Cộng và kết nối thói quen mua sắm offline của người tiêu dùng thành một trải nghiệm đa kênh thuận tiện, liền mạch từ offline đến online. Theo ông Quang, Minimal là chìa khóa để hợp nhất toàn bộ nhu cầu chi tiêu của người tiêu dùng và mở rộng quy mô nền tảng O2. Mô hình Minimal có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người tiêu dùng, tăng khả năng đáp ứng nhu cầu chi tiêu từ 25% lên 60-80%. Theo đó,
Masan sẽ phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày bằng những thương hiệu mạnh như Winmart, nhu yếu phẩm, Techcombank, dịch vụ tài chính, Phúc Long, trà, cà phê và Fano, chăm sóc sức khỏe. Sẽ bổ sung lĩnh vực nội dung và giải trí vào hệ sinh thái. Với ông Quang, dù công nghệ có phát triển đến mức nào thì con người vẫn là mấu chốt. Chúng ta cần hợp lực để thực hiện số hóa, đồng thời vẫn tuân theo tôn chỉ hàng ngày của nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người tiêu dùng Việt Nam. Ông xác định hành trình của Masan là hành trình làm chủ công nghệ, kết nối vạn nhu cầu để phụng sự người tiêu dùng. Từ đó, Chủ tịch Masan hướng đến mục tiêu bổ sung lĩnh vực nội dung và giải trí vào hệ sinh thái MSN. Vị tỷ phú khẳng định, đón nhận thay đổi và dẫn đầu xu hướng là tâm thế và tư duy Masan cần có xuyên suốt hành trình này để vươn tới những đỉnh cao mới, những khát vọng mới. Học vật lý hạt nhân nhưng đi buôn mì gói. Một điểm nhấn trong tâm thư của Chủ tịch Masan là bên cạnh những chia sẻ thêm về phương cách hoạt động, mô hình kinh doanh của tập đoàn, ông còn nhớ lại những bước đi ban đầu về xuất thân từ một tiến sĩ vật lý hạt nhân đến tỷ phú mì gói. Nhiều người vẫn nhầm tưởng rằng tôi có học vị tiến sĩ chuyên ngành marketing bởi bằng tiến sĩ vật lý hạt nhân của tôi chẳng liên quan gì đến ngành tiêu dùng. Tuy nhiên, tôi tin rằng sự kết hợp giữa khoa học, công nghệ và marketing sẽ tạo ra phản ứng hạt nhân bùng nổ giúp chúng ta phụng sự người tiêu dùng tốt hơn, ông nói. Đây không hẳn là lần đầu tiên ông Quang nhắc đến hành trình rẽ ngang của mình, mà trước đó, ngày 24 tháng 4 năm 2019, buổi họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan cũng từng phá vỡ mọi công thức vận hành của đa phần các doanh nghiệp niêm yết khác. Không giống các lãnh đạo lên phát biểu, đọc báo cáo được in sẵn, vốn quen thuộc nhưng không mấy thú vị, ông khẳng khái bước lên sân khấu và chia sẻ một cách đầy nhiệt huyết về cách xây dựng nên đế chế trong lĩnh vực hàng tiêu dùng. Bởi lẽ có người vẫn không thể hiểu được vì sao ông học vật lý hạt nhân nhưng lại đi buôn mì gói. Thực sự chúng tôi không lựa chọn mì gói, mà ngược lại, bối cảnh khó khăn lúc đó buộc chúng tôi phải chọn mì gói, ông Quang chia sẻ. Cũng theo ông, với tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn thời kỳ đó, cách để làm cuộc sống tốt hơn và cụ thể là để làm cái bụng ấm hơn thì phải dựa vào mì gói. Người đứng đầu tập đoàn cũng tự tin với mô hình kinh doanh đang theo đuổi, Masan sẽ trở thành một tổ chức kinh doanh có doanh thu, lợi nhuận cao và bền vững. Chúng ta sẽ kinh doanh thành công bởi làm những điều tốt, có ý nghĩa cho xã hội. Mỗi ngày chúng ta sẽ làm ra những giá trị nho nhỏ cho mỗi người dân Việt và sẽ được tưởng thưởng bởi doanh thu, lợi nhuận cao, ông khẳng định với các cổ đông. Đến thời điểm này, ông Nguyễn Đăng Quang là vị tỷ phú giàu thứ 6 Việt Nam, xếp thứ 1594 thế giới với tổng tài sản là 2 tỷ đô la Mỹ theo tạp chí Forbes. Trong năm 2022, MSN đặt mục tiêu doanh thu thuần từ 90.000 đến 100.000 tỷ đồng, tăng từ 1,5% đến 2,8% so với thực hiện năm 2021. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 6.900 đến 8.500 tỷ đồng.